Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Việt Nam Story. Quý vị thân mến, như nhiều người đã biết, nền công nghiệp của châu Âu đã trải qua nhiều thập kỷ phát triển hưng thịnh nhờ dòng chảy khí đốt giá rẻ tưởng chừng như bất tận từ Nga. Dòng năng lượng này đã gần như không có bất kỳ sự gián đoạn nào kể từ sau chiến tranh lạnh và ngay cả vào những thời điểm căng thẳng trong quan hệ giữa Moscow với phương Tây. Nhưng từ khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine nổ ra, dòng chảy khí đốt từ Nga sang Liên minh châu Âu EU ngày càng giảm. Điều này đã khiến nền công nghiệp châu Âu đứng trước nguy cơ khủng hoảng trầm trọng sau nhiều thập kỷ hưng thịnh vì cạn kiệt khí đốt của Nga. Tuy nhiên, trong bối cảnh hàng loạt nhà máy sản xuất thép ở EU phải đóng cửa, cắt giảm sản xuất, thì đây lại được xem là cơ hội cho thép Việt Nam rộng cửa tiến vào thị trường hiện cung không đủ cầu này. Vậy cụ thể sự việc là như thế nào? Tại sao đây được coi là cơ hội cho ngành thép của Việt Nam? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Hiện tại, phương Tây đã cáo buộc Nga đang dùng năng lượng để trả đũa các biện pháp trừng phạt và làm suy yếu sự ủng hộ của châu Âu dành cho Ukraine. Nga phủ nhận các cáo buộc này và nói rằng chính các biện pháp trừng phạt đó gây trở ngại đối với việc bơm khí đốt bên cạnh vấn đề kỹ thuật. Đầu tháng này, Nga tuyên bố khóa vô thời hạn Nord Stream 1, đường ống dẫn khí đốt lớn nhất từ Nga sang châu Âu. Ảnh hưởng của sự sụt giảm nguồn cung khí đốt Nga đối với kinh tế châu Âu đã quá rõ ràng, nên kinh tế khu vực này đã bị đẩy tới bờ vực của một cuộc suy thoái sâu và kéo dài. Các ngành sản xuất công nghiệp của châu Âu cũng đang hứng chịu nhiều tổn hại to lớn mà giới phân tích cho rằng sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng trong dài hạn. Không giống như Mỹ, châu Âu dựa vào các ngành sản xuất và công nghiệp nặng như trụ cột cho tăng trưởng kinh tế trong những thập kỷ gần đây. Các nhà máy thép, hóa chất và ô tô đóng góp một tỷ trọng lớn trong nền kinh tế khu vực. Trong cuộc khủng hoảng năng lượng mà châu Âu đang oằn mình chống chọi, gần như không có một doanh nghiệp nào trong khu vực tránh được thiệt hại, từ ngành thép và nhôm tới ô tô, kính, gốm, đường và thậm chí các hãng giấy vệ sinh. Một số ngành có mức độ tiêu thụ năng lượng lớn, chẳng hạn ngành luyện kim, đang chứng kiến các nhà máy đóng cửa ồ ạt. Các nhà phân tích và quản lý trong ngành thậm chí lo ngại rằng các nhà máy đó sẽ không bao giờ mở cửa trở lại, dẫn tới thiệt hại hàng nghìn công việc. Tại Cộng hòa Liên bang Đức, nước này đang có nguy cơ tiêu tan ngành công nghiệp hàng đầu thế giới vì cuộc khủng hoảng năng lượng khắc nghiệt đến từ chính những đòn trừng phạt phản tác dụng mà phương Tây nhằm vào Nga. Chưa bao giờ thế giới chứng kiến cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng như hiện nay. Nguồn cung khí đốt, ga của Nga không hề bị gián đoạn, kể cả trong thời chiến tranh lạnh, đến khủng hoảng kinh tế tài chính, hay khi giữa Moscow và phương Tây cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Thế nhưng, kể từ khi tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine bùng nổ, các lệnh trừng phạt như tự bắn vào chân mình khiến Hoa Kỳ và đồng minh EU phải trả giá đắt. Thiếu khí đốt của Nga kéo theo hệ lụy mà chính người châu Âu cũng không thể nào tưởng tượng được, hoặc nhịn đói, hoặc no bụng nhưng không có lò sưởi và đối mặt với mùa đông lạnh giá. Chưa kể, thiếu khí đốt của Nga đẩy thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, đe dọa sự tồn vong của chính nền công nghiệp huy hoàng ở châu Âu. Vừa qua, The Economist dẫn phát biểu của ông Siegfried Rostrum, người đứng đầu Hiệp hội Công nghiệp Đức BDI thừa nhận, nền sản xuất của Đức có nguy cơ biến mất trong bối cảnh thiếu khí đốt của Nga, khủng hoảng năng lượng, giá nhiên liệu tăng chóng mặt. Ngành công nghiệp Đức những năm gần đây dựa vào năng lượng giá rẻ từ Nga và khả năng tiêu thụ sản phẩm tại thị trường Trung Quốc. Chính vì các biện pháp trừng phạt cũng như xu hướng suy thoái xuống dốc của nền kinh tế Trung Quốc, Đức phải đối mặt với thử thách tính bền vững của hệ thống công nghiệp nước nhà, trên The Economist nêu rõ. Ở Cộng hòa Liên bang Đức, một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới, ArcelorMittal, đã xác nhận đóng cửa một lò cao ở Bremen và một nhà máy ở Hamburg. Phía ArcelorMittal buộc phải giảm nhu cầu khí đốt khoảng 40% so với mức dự kiến tiêu thụ vào đầu năm do chính lệnh trừng phạt của Berlin nhằm vào Nga gây ra hệ lụy tồi tệ. Thực tế hiện nay cho thấy, không chỉ riêng tại Đức, ngành công nghiệp của châu Âu nói chung đang lâm vào cảnh khốn đốn. Nhiều nhà máy giảm sản lượng sản xuất, thậm chí đóng cửa vì giá nhiên liệu tăng vọt do thiếu nguồn cung khí đốt từ Nga. Theo WSG, ở Sianac Gronom, một thành phố của Slovakia, nơi có nhà máy nhôm Slovanco đã hoạt động trên 70 năm, chuyên cung cấp cho các nhà sản xuất phụ tùng ô tô trên khắp EU, đang vô cùng sốt sắng vì thiếu khí đốt Nga. Có lẽ đây là sự chấm hết cho kỷ nguyên sản xuất kim loại ở châu Âu, Milan Vesely, giám đốc Slovanco, thất vọng thừa nhận. Doanh nghiệp này chịu ảnh hưởng nặng nề bởi nguồn cung khí đốt bị gián đoạn từ Nga, khủng hoảng năng lượng, giá nhiên liệu nhảy múa. Để nhìn rõ những tổn thất khủng khiếp, đại diện Slovanco dẫn chứng. Trước đà tăng giá năng lượng hồi năm ngoái, công ty chỉ chi trả khoảng 45 euro cho mỗi megawatt giờ. Thế nhưng năm nay, họ phải trả đến 70 euro trong một thỏa thuận chốt từ năm 2021. Thậm chí hồi tháng 8, giá điện đã lên tới 1.000 euro trên mỗi megawatt giờ trên khắp châu Âu. Điều này thật kinh khủng. Ở Hà Lan, Michael Slow, tổng giám đốc Zara Sluiskil cho biết doanh nghiệp này đã buộc phải cho dừng hoạt động 2 trong số 3 nhà máy ammoniac vào cuối tháng 8 năm 2022. Thêm báo cáo từ nhóm vận động hành lang, ngành kim loại Eurometal cho biết các kho dự trữ kẽm ở khắp châu Âu cũng gần như cạn kiệt, khiến các khách hàng phải nhập khẩu từ Trung Quốc.
Xu hướng các nhà máy kim loại ở châu Âu phải cắt giảm sản lượng hay đóng cửa tăng lên cho thấy sự phụ thuộc của EU vào nguồn cung khí đốt của Nga. Ảnh hưởng của sự sụt giảm nguồn cung khí đốt Nga đối với kinh tế châu Âu đã quá rõ ràng, nên kinh tế khu vực này đã bị đẩy tới bờ vực của một cuộc suy thoái sâu và kéo dài. Các nhà máy thép, hóa chất và ô tô đóng góp một tỷ trọng lớn trong nền kinh tế khu vực, nhưng cuộc khủng hoảng năng lượng mà châu Âu đang oằn mình chống chọi, gần như không có một doanh nghiệp nào trong khu vực né được thiệt hại, từ ngành thép và nhôm tới ô tô, kính, gốm, đường và thậm chí là các hãng giấy vệ sinh. Càng những ngành tiêu hao năng lượng lớn như nhôm, luyện kim màu, xu hướng đóng cửa ồ ạt càng rõ rệt vì thiếu nguồn cung khí đốt của Nga. Ông Axel Eckert, Tổng Giám đốc Hiệp hội Thép Châu Âu vừa qua lên tiếng thừa nhận, thiếu nguồn cung từ Nga, giá điện và khí đốt hiện đang đe dọa khả năng sản xuất thép ở châu Âu hơn bao giờ hết. Thực tế này cũng đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách của EU phải có các biện pháp đặc biệt và tức thì để ngăn chặn việc phá hủy cơ sở công nghiệp của châu Âu, bao gồm các biện pháp khẩn cấp thương mại nhanh chóng. Trước đó, rất nhiều cuộc họp bất thường của Hội đồng Năng lượng EU, ngành công nghiệp thép EU đã kêu gọi giới cầm quyền đưa ra thêm biện pháp hỗ trợ ngay lập tức nhằm chống lại sự gia tăng của giá năng lượng và chi phí sản xuất vì thiếu khí đốt của Nga. Trái ngược với khủng hoảng và tình hình căng thẳng ở phương Tây, đây lại là chính cơ hội cho các doanh nghiệp thép tại Việt Nam. Số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam ghi nhận, trong tháng 8 vừa qua, nhập khẩu thép vào Việt Nam đã giảm 13,6% so với tháng trước đó, đạt 785.000 tấn. Trong khi đó, xuất khẩu thép cũng giảm 16,3% xuống còn 513.000 tấn. Trong tháng 8, Việt Nam tiếp tục nhập siêu 272.000 tấn sắt thép. Tính chung trong 8 tháng, Việt Nam nhập siêu hơn 2,2 triệu tấn sắt thép. Đây là con số trái ngược với cùng kỳ năm ngoái khi Việt Nam xuất siêu gần 330.000 tấn. Theo lý giải của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MSV, năm 2021, xuất khẩu thép tăng trưởng tốt là do các nước nhập khẩu lớn tung ra nhiều gói kích thích kinh tế sau Covid-19. Nắm bắt cơ hội, các doanh nghiệp xuất khẩu thép Việt Nam đã có thể cạnh tranh tốt trên thị trường thép thế giới. Tuy nhiên, các nền kinh tế lớn hiện nay đều thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát leo thang, trong khi nhu cầu hàng hóa nói chung và sắt thép nói riêng đều giảm. Do vậy, trong giai đoạn này, ngành thép Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức hơn. Tuy vậy, người đồng hành dẫn quan điểm của MSV cho rằng các doanh nghiệp thép Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội trong các tháng cuối năm 2022 khi các doanh nghiệp nhà máy thép tại châu Âu phải đóng cửa vì chi phí năng lượng tăng cao. Bên cạnh đó, triển vọng tiêu thụ nội địa cũng được dự báo khởi sắc hơn trong bối cảnh nhiều dự án đầu tư được đẩy nhanh tiến độ. Để có thể tận dụng tốt cơ hội, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành sắt thép tại Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, các sản phẩm thép của Việt Nam hiện đang là một trong những mặt hàng bị các nước trên thế giới khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại nhiều nhất. Tuy nhiên, đây vừa là thách thức vừa là cơ hội để chúng ta không ngừng đổi mới công nghệ, giảm chi phí và giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hậu Covid-19. Trong đó, việc nâng cao chất lượng thép Việt Nam tiệm cận với thế giới đang là một trong những cách giúp ngành thép phát triển bền vững trong tương lai, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của các thị trường trên thế giới. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước cần hỗ trợ các doanh nghiệp thép trong việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ sản xuất trong nước, cũng như ứng phó các phụ kiện phòng vệ thương mại của các nước đối với các mặt hàng thép xuất khẩu của Việt Nam. Nếu có thể khắc phục tình trạng trên và tận dụng tốt cơ hội khi các nhà máy thép ở EU đang phải cắt giảm sản lượng, đóng cửa hàng loạt để tăng nguồn cung xuất khẩu thép Việt Nam, dư địa về triển vọng tăng trưởng lĩnh vực này từ nay đến cuối năm là rất lớn. Còn quý khán thính giả của Vietnam Story có quan điểm như thế nào về vấn đề này? Hãy chia sẻ với chúng tôi ở phần bình luận bên dưới. Video cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!